Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ 10 câu hỏi dành cho vòng 2, câu hỏi số 1. Tý và Sửu là hai nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng nào của Việt Nam? Em chưa đọc hết câu hỏi nữa. Em không hầu, em bấm đại thôi. Không sao, thì anh hãy trả lời đi. Và Tý Sửu là còn có thêm Dần Mẹo nữa. Nó mới đủ 4 bộ trong bộ truyện là Thân Đồng Đất Việt. Rất nhanh và đương nhiên rồi. Đó là đáp án chính xác. Yes. Một điểm. Quang Bảo đã trả lời luôn đáp án của câu hỏi số 2. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ phải đọc để công bằng. Tôi sẽ đọc xong câu hỏi và tôi nói bắt đầu thì mới được bấm chuông. Dạ. Nha. Kể tên hai nhân vật chính còn lại trong bộ truyện Thần Đồng Đất Việt. Thời gian bấm chuông bắt đầu. Với anh Quang Bảo trả lời rồi. Thực ra thì bộ truyện này Yến đọc từ nhỏ. Đó là Dần và Mẹo. Hay quá. Và tôi thấy là Quang Bảo chủ anh động. Anh nhường luôn. Chủ vâng, động rất nhường. Rất là cảm ơn Quang Bảo. Rất là ga lăng. Mọi người trả lời hay quá, phải đến gần hơn à. Để chúng em đến gần hơn với mọi người. Bọn em đến gần đi để bổ sung kiến thức. Đây thực sự là kiến thức truyện tranh đấy. Tỷ số là 1-1. Câu hỏi số 3. Có lên. Trong lời bài hát Cháu Yêu Bà thì tóc bà trắng được ví như gì? Lần này là Hải Yến. Tóc bà trắng như mây ạ. Đúng sở trường của người ta anh ạ. Và đó là đáp án chính xác. Câu hỏi số 4. Cũng trong lời bài hát đó, Cháu Yêu Bà thì cháu làm gì? Trời ơi, anh ơi vào sở trường một cái nó khác đi. Vào sở trường thế chứ. Trời ơi, Cháu Yêu Bà cháu nắm bàn tay ạ. À, trời ơi. Mời ca sĩ hát hết bài hát đó. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên, lúc này đang là 3-1. Tập trung vào anh. Anh tin vào em. Tập trung. Anh nghĩ là sở trường của Hải Yến là hết rồi đấy. Qua rồi, bao màn qua rồi. Bây giờ lĩnh vực khác cái này. Dạy. Tại sao nước biển lại mặn? Có muối anh. Chính xác, đơn giản chỉ có vậy thôi. Tỷ số là 3-2. Dạy. Bây giờ là câu hỏi số 6. Biển có nồng độ muối cao nhất thế giới là biển nào? Quang Bảo. Biển Chết. Hoàn toàn chính xác. Ba đều. Nồng độ muối cao tới mức mà có thể nằm trên biển đọc báo mà không sẽ chìm. Chính xác, người sẽ tự nổi lên. Mặc dù gọi tên là Biển Chết nhưng đây là một hồ nước mặn. Nó nằm ở trong mà. Nằm ở khu vực giữa Jordan, Palestine và Israel. Ở đây thì nồng độ muối của nó cao khoảng 27%, gấp 10 lần so với biển thông thường. Chính vì thế mà gần như là không có một cái sinh vật biển nào có thể sống được ở khu vực Biển Chết. Quá cân tài cân sức. Ba đều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 7. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 hạng mục dành cho nam được trao cho cầu thủ nào? Lần này là Hải Yến bóng đá mà lại là Hải Yến nào, xin mời. Đó chính là Quang Hải. Tại sao bạn nghĩ là Quang Hải? Bởi vì là Yến là người theo dõi bóng đá Việt Nam rất là nhiều. Và kể cả bóng đá thế giới. Nhưng mà thời gian gần đây thì Yến theo dõi Việt Nam rất là nhiều. Quang Hải, một cầu thủ có thể nói là rất tài năng. Dù còn rất trẻ. Và đây sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Và đó là đáp án chính xác. 4-3. Câu hỏi số 8. Thời điểm nhận giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2018, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đang thi đấu ở vị trí nào? Rồi. Này là Quang Bảo. Tiền vệ. Em bấm chuông, em muốn bổ sung cái gì? Em nhớ là vị trí tiền đạo. Tiền đạo và tiền vệ. Đối với Quang Hải, vị trí làm nên tên tuổi của cầu thủ này đó chính là vị trí tiền vệ. Yeah. Có những trận đấu thì Quang Hải được đôn lên đá ở phía sau tiền đạo như là hậu công. Nhưng mà chúng tôi sẽ công nhận đáp án tiền vệ là chính xác hơn. Lúc này là 4-2. Quá hay. Tát cả mồ hôi. Câu hỏi số 9. Pablo Picasso là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nào? Lần này là Quang Bảo. Dạ, hội họa. Chính xác, vỗ tay cho Quang Bảo. Picasso sinh năm 1881, mất năm 1973, là một họa sĩ người Tây Ban Nha. Và đây là một trong những họa sĩ tài danh của cận đại. Và hiện nay những bức tranh của ông thì tính bằng triệu đô. Tỷ số lúc này là 5-4. Câu hỏi cuối cùng. Trong bộ phim hoạt hình Xì Chung, nhân vật Ý Vua mặc áo màu gì? Vẫn là Quang Bảo. Đỏ. Đó là đáp án không chính xác. Màu đỏ. Tí vua mà không chính xác. Màu đỏ là Hoàng Yến mặc. Chứ không phải là tí vua mặc. Tí vua là màu đỏ mà. Câu trả lời của bạn là? Đâu có mặc áo đâu nhở. Câu trả lời của bạn là? Tí vua là đâu có mặc áo đâu. Ủa nhưng mà mặc đồ rồi, mà áo. Quần đỏ rồi. Có mặc đồ mà xanh này. Và đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Ủa em hỏi mặc đồ mà. Chỉ mặc quần thôi. Có tí cô nương thì mặc váy. Đẹp không nhỉ? Tỷ số hòa 5-5. Ghê thiệt. Rất gan go. Hay quá chứ.
Bây giờ để câu hỏi phụ công bằng, khi tôi nói thời gian bấm chuông bắt đầu thì mọi người mới được bấm chuông. Rồi. Giống gà Đông Tảo là giống gà nổi tiếng của tỉnh nào nước ta? Thời gian bấm chuông bắt 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 anh bắt đầu. Vâng, lần này là chị Yến hay quá. Là gà Đông Tảo là xuất phát từ Hưng Yên. Em có chắc chắn không? Chắn ạ. Sao chị biết nhỉ? Có ăn và biết đến giống gà là rất là nhiều. Thậm chí là ở nhà mẹ thứ hai lấy ba chị á, có nuôi gà Đông Tảo luôn. Gà Đông Tảo thì có một cái đặc điểm nhận dạng rất là đặc là biệt. Là chân rất là bông. Là đôi chân rất là to. Hưng Yên, chính xác. Chúc mừng, chúc mừng. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vâng, và... Không sao, good job rồi, good job. Người chiến thắng chỉ là người may mắn hơn một chút thôi. Một lần nữa, chiến thắng lại thuộc về thấp nhưng đẳng cấp. Xin chúc mừng. Và trước khi tới với lượt chọn vị trí gà đẻ trứng tiếp theo, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây phút. Số 4 nha. Ở vòng 1, với quyết định chọn vị trí gà số 4 và số 8, đội thấp nhưng đẳng cấp đã để vị trí gà số 4 đẻ hai quả trứng lần lượt là 8 và 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ở quyết định sau đó, gà số 8 lại là vị trí gà không có tuổi. Vì vậy họ mất đi số tiền tích lũy được. Tại vòng 2, họ sẽ tiếp tục lựa chọn như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng, và bây giờ sẽ là lượt chọn vị trí gà đẻ trứng tiếp theo của đội thấp nhưng đẳng cấp. Rất đáng tiếc cho Cao Bao Tào Lao, họ cũng rất là hay thưa quý vị. Họ luôn luôn thua suýt soát. Ở vòng 1 thì họ thua với tỷ số là 9-10. Còn ở vòng 2 thì họ thua xét nút với tỷ số là 5-6. Nhiều khi em cũng không muốn nói đâu, nhưng mà thực sự ý là cái tên nó là tất cả đúng không? Đúng rồi anh. Cuộc đời ăn nhau ở hậu vận. Dạ em biết mà, nên là em vẫn tươi cười. Cái gì đến sau mới là chiến thắng. Cứ bình tĩnh, nếu ai đi trước mình họ giỏi hơn phải vỗ tay. Đặc biệt là đàn anh đàn chị trong nghề nó phải vỗ tay. Bây giờ sẽ là hai vị trí lựa chọn tiếp theo. Các bạn vẫn có thể lựa chọn vị trí số 4. Hải Yến rất là thích số 9 nên là Yến sẽ chọn số 9. Em tùy chọn số 10. 9 để trước hay 10 để trước đây? Em để trước đi anh. Xin mời chị 9. Để đi gà ơi. Chờ đợi xuất hiện của trứng vàng. Chúng ta có một quả trứng. Đó. Có một cái gì đó. Trứng ở trong con gà số 9. Đấy chính là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Tạm ban nổi. Có muốn đẻ nữa không? Tiếp đi. Đẻ tiếp đi. SD thế sao? Ok. Chịu à? Đẻ tiếp đi. Mời chị 9. Đẻ đi. Lưu ý nha, sẽ có những chị gà là chỉ có một quả trứng thôi nha. Duy nhất một quả. Có chị gà có bốn một quả trứng thôi, nhưng mà chị này chắc chắn là không phải một quả trứng đâu. Hai quả thật. Nào các bạn hãy mở ra. Đây SD. Hình như mình đụng tay vô nó cũng không hên lắm. Tự nhiên la hết hồn chứ chưa biết cái gì ở trong. La phải lạ đấy gì. 2 triệu đồng. Bây giờ với kinh nghiệm của việc lựa chọn trứng ở lượt trước, các bạn muốn thế nào? Dừng luôn. Bây giờ nhá. Hay là để tiếp? Đang có 21 triệu rồi nhá. Tôi quyết tâm phải cho ST để bằng được, không thì cậu đi về mà tịt nên tôi cảm thấy không ai đâu. Nhưng mà nếu mà ST chọn đúng vào một cái con màu đỏ nữa thì có phải là ST là một cái chàng trai mà quá nhỏ hay không mọi người? Đúng. Không, nếu như mà ST mà chọn trúng được cái đỏ là đúng, nghĩa là đúng như tên ST luôn á. ST tên là số thua á, biết không? Tại sao không phải là sẽ thắng? Gà số 9 sẽ không để dừng nữa. Dừng lại, vâng, để cho ST số 10. Số 10. Số 10. Xin mời. Quả này lắm mà tịt một cái là. Rồi để đi cho anh tôi đỡ nhỏ. Anh ơi, lần này mà vào không đẻ được trứng thì đúng là. Nặng hơn bình thường nha. Yeah, 8 triệu đồng. Tiền thưởng lúc này nâng lên là 29 triệu. Và tôi muốn hỏi các bạn có muốn đẻ nữa không? Được đó. Trời. Bây giờ SP nói là thôi, thời buổi có khăn mình sinh ít thôi. Sinh một trứng thôi, dễ nuôi. Tôi nghĩ đấy là thông minh. 29 triệu đã là đủ gây áp lực cho đội còn lại rồi. Dạ. Đúng rồi. Và
Như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng phần gà đẻ trứng ở đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thử thách cam go hơn, đó chính là thử thách đồng đội.